xin chào tất cả mọi người mình là ren hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người bài tiếp theo bài số 5 của tự học tiếng hàn sơ cấp 1 chuỗi bài học này sẽ được phát sóng vào mỗi thứ hai tư sáu hàng tuần vào lúc bảy giờ ba tối giờ hàn quốc tức là khoảng 5 giờ 30 chiều giờ Việt Nam ha. Phần bài học hôm nay mình sẽ nói về số đếm hán hàng, tức là ili những số đếm nói về tiền nè, nói về thời gian hoặc là nói về số tầng, nói về số điện thoại, số nhà vân vân. Hôm nay mình sẽ được học về số đếm và một cái phần ngữ pháp nho nhỏ nữa đó là phần ngữ pháp mệnh lệnh nói ai đó hãy làm gì đó cho mình hoặc cho ai đó hãy thì hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu nha. Thì xin chào các bạn nè, cô tôi qua xoài ở cúc tụi trước khi bắt đầu mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha. Xin chào các bạn. Phần nội dung chính hôm nay sẽ gồm có 5 phần. Thứ nhất là từ vựng, thứ hai là nói về số đếm hán hàng và cách áp dụng. Số 3 là mình sẽ đi vào ngữ pháp ư xèu, ngữ pháp mệnh lệnh. Thứ tư là một đoạn hội thoại và cuối cùng là bài tập thực hành. Bây giờ mình sẽ đi vào từ mới nha. 20 từ mới sẽ có liên quan đến cái bài học hôm nay. Vì anh vì mình nói lắp từ từ thôi nha. Khê đọc theo mình nha. Khê tàn, nhấn xuống cái từ đầu tiên nha kế đàn kế đàn kế đàn ở đây là cầu thang bộ đấy các bạn thứ hai elevator elevator nếu mà đọc không được nhanh thì các bạn cứ đọc chậm elevator elevator ở đây mình có phà chim là r nè theo sau r nè thì chữ r thứ hai mình đọc là l elevator elevator có nghĩa là thang máy đó các bạn nó là viết tắt của elevator của tiếng anh thôi thang máy escalator escalator chậm chậm thôi cũng được nha escalator escalator giống như hồi nãy r gặp r thì chữ r thứ hai đọc là l escalator 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 Ở đây nó là than cuộn Các bạn đi ở trong siêu thị thường sẽ có than cuộn rất là nhiều Từ này cũng được sử dụng rất là nhiều ha. Escalator Tiếp tục Mình có Yoshimi 열심히 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 ở đây á, là chăm chỉ mình làm cái gì đó chăm chỉ thì theo sau mình thường có động từ ví dụ như là học hành chăm chỉ 열심히 rồi hoặc là làm việc chăm chỉ 열심히 tiếp tục 빨리 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 mình hơi nhớ ở phía trước ha 빨리 빨리 ở đây mang nghĩa là nhanh ví dụ làm gì đó nhanh lên á và chim theo sau r chỗ này đọc là l ha 빨리 빨리 nhanh 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 lên Bally bally người Hàn nghe nói bally, bally Tiếp tục Y chục Y chục Nhấn ở phía trước nha Y chục có nghĩa là Hướng này Hoặc là phía này Y ở đây là này ha Chục ở đây là phía Phía hoặc là hướng á Y -chuk. Hướng này phía này chó chục Cho Cho chục Nó có nghĩa là Hướng kia hoặc là phía kia Cho ở đây có nghĩa là kia ha chúc của mình vẫn là hướng hoặc là phía ví dụ như là đi hướng này đi hướng kia đó đi chúc chờ chúc tiếp tục phần hù phần hù phần hù nó có riêng từ phần luôn và nó có sử dụng phần riêng và hu riêng nữa cái này nó mang nghĩa là lần ví dụ như hăm pon thu pon ở đây mình nghĩa là lần nè còn hù ở đây mang nghĩa là số hoặc là phần ở đây cũng có nghĩa là số ví dụ nhà mình ở số mấy á, mình cũng có thể là phần hoặc là phần này hô là số hoặc là lần tiếp tục chùm 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 ở đây nó mang nghĩa là một chút một ít chum ở đây là từ viết tắt của từ chu cơm ha à, đôi lúc có những từ người ta chỉ sử dụng với chum và những từ chỉ sử dụng với chu cơm thì những cái này á uh, thì mình sẽ có những cái uh, tiết khác để phân biệt ha. hôm nay chum mình học cái nghĩa đầu tiên đó là chum nó bằng với chu cơm mà nghĩa là một chút một lát hoặc là một ít chon hoa pono chon hoa pono hoa đây là điện thoại nè pono ở đây mới nói ở trên là số chon hoa À, số điện thoại số số điện thoại của bạn là số mấy số tiếp tục số 11 올라가다 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 lưu và chim r theo sau r chỗ này đọc là 올라가다 đi lên 올라가다 ngược lại với đi lên thì mình có đi xuống đi xuống sẽ là 내려가다 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 là đi xuống tiếp tục shopping à shopping à shopping chỗ này là show á bà đọc lên giọng một chút ha shopping shopping à ta shopping ở đây nó là từ tiếng anh á shopping á shopping viết vậy đúng không mọi người nó nghĩa là đi mua sắm thôi mà đi mua đồ shopping à ta nhưng mà đi mua đồ shopping thì thường đi ở chợ siêu thị nhiều ha shopping à ta tiếp tục 전화 à ta hoa à ta chọn hoa ta hồi nãy mình có chọn hoa là điện thoại bây giờ mình thêm động từ mình biến nó thành động từ luôn mình thêm cái góc ha ta này vô chọn hoa ta chọn hoa ta tức là gọi điện thoại mình gọi điện thoại cho ai đó chọn hoa ta tiếp tục chọn hoa đi phạt ta chọn hoa đi phạt ta mình có thể bỏ đi luôn ha chọn hoa phạt ta chọn hoa phạt ta chọn hoa ha ta là mình gọi còn phạt ta này ở đây nó có nghĩa là nhận đó các bạn chọn hoa là điện thoại thì cho có nghĩa là nhận điện thoại tức là mình nghe điện thoại cho no nghe điện thoại bắt điện thoại ha suita 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 suy ui suy tả ở đây mang nghĩa là nghỉ ngơi mình nghỉ ngơi suita tiếp tục cắt lên giọng ha đó là hai chữ cờ mình lên giọng à cắt tả cắt tả cắt tả ở đây mang nghĩa là giảm hoặc là gọt tức là khi mà mình kêu người ta hạ giá tức là giảm giá xuống á mình giống như cái kiểu mà mình rồi gì bớt cho con miếng á thì mình cũng vẫn dùng cắt tạ ha hoặc là mình có thể dùng mình cắt trái cây mình cắt cái gì đó mình cũng dùng cắt tạ tiếp tục sư tạ sư tạ sư tạ sư tạ là một từ rất là nhiều nghĩa ở đây mình sẽ học là viết gì đó viết viết thư viết gì đó hoặc là sử dụng sử dụng mình xài cái gì đó nó còn có nhiều nghĩa nữa ha tiếp tục mà 얼마 얼마 có nghĩa là bao nhiêu ví dụ như cái áo này bao nhiêu tiền 얼마 얼마 cuối cùng Thập cặp cặp ở đây mới nghĩa là giá ha giá cả ha mà lưu ý bạch chim là bờ sờ nè thì các bạn phải đọc cái chữ bờ này ha vì mình có ba cái trường hợp á là mình đọc cái bạch chim thứ hai nó là bắt đầu bằng chữ r nè rm nè rk nè và R, P thì chỉ ba trường hợp này thì mình đọc cái bờ cái cờ và cái m thôi còn những trường hợp còn lại thì đại đa số là mình đọc cái chữ đầu tiên tức là mình đọc cái bạch chim đầu tiên cặp à, mình sẽ đọc là cặp cặp đơn giản thôi cặp cặp á là giá giá trị cái giá cả của cái đồ đó giá rồi xong từ mới rồi mình sẽ đi vào số đếm hán hàng. Số đếm hán hàng thì thường sẽ được áp dụng cho những trường hợp nào đây. Số đếm hán hàng tại vì ở Hàn Quốc có, có hai cái loại số đếm. Thứ nhất là số đếm thuần hàng, tức là số đếm của người hàng người ta tự người ta sáng tạo ra để người ta đếm gọi là số đếm thuần hàng. Thuần hàng. Còn một số đếm nữa gọi là số đếm hán hàng. Số đếm hán hàng ở đây á là sao? Là nó sử dụng cái tiếng của Trung Quốc Hán là lấy tiếng Trung Quốc. Rồi, ví dụ như ở nước mình cũng vậy mình có nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập thì cái đó là tiếng Hán còn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là tiếng Việt của mình. Thì tiếng hàng nó cũng vậy, nó sẽ có số đếm Hán hàng tức là số lấy ra từ nó na ná na ná tiếng Trung Quốc á. Còn số thuần hàng là do người hàng người ta tự sáng lập ra. Thì hôm nay mình sẽ học về số đếm Hán hàng tức là số đếm mà người ta mượn tiếng của Trung Quốc Vì Các bạn cũng biết là tiếng Hàn là ngày xưa Lúc mà chưa có tiếng Hàn thì người Hàn Quốc Người ta viết Khi người ta viết là người ta viết bằng tiếng Hán Người ta mượn cái tiếng Trung Quốc để người ta viết nhiều Còn người ta vẫn có tiếng nói của người ta Nhưng mà khi mà viết thì người ta viết bằng tiếng Trung Quốc Nên là trong trường hợp này thì mình sẽ học Hán Hàn ha Chỉ Hán Hàn thôi nha mọi người lưu ý nha Và Hán Hàn được áp dụng cho các trường hợp sau đây nó được áp dụng nhiều hơn thuần hạn ha. Thứ nhất là mình nói về tiền, mình đếm tiền. Đếm tiền thì mình sử dụng hán hàng thứ hai là mình ngày tháng năm mình đếm ồ hôm nay ngày mấy tháng mấy năm mấy thì mình vẫn dùng hán hàng thứ ba là số điện thoại mình vẫn dùng hán hàng nha thứ tư số nhà số phòng tòa nhà tầng ví dụ nhà tôi tầng ba tòa nhà nào đó hoặc là phòng mấy đó số nhà bao nhiêu thì mình vẫn dùng là hán hàng nha tiếp tục phút giây của giờ tức là một giờ giờ thì mình có giờ phút giây nhưng mà chỉ có cái phút và cái giây này là mình đếm bằng cái hán hàng thôi còn giờ 12 giờ hoặc là 24 giờ thì mình sẽ dùng cái thuần hàng cái này là hơi bất tiện chút ha hơi bất tiện chút nhưng mà không sao nếu các bạn học quen rồi thì tự nhiên nó ra cái này cũng không phải là phần lo lắng lắm phút giây của giờ à, biết nhiều đó thôi ha đó là cách sử dụng của tiếng hán hàng nó còn một số cái nữa nhưng mà linh tinh nhỏ nhỏ thôi nên mình sẽ gặp tới đâu thì mình sẽ hướng dẫn tới đó nha tiếp tục số đếm hán hàng mình sẽ có uh, cái tên của cái số đếm hãng hàng như sau mình sẽ có từ 1 tới 1 tỷ nha mọi người <laughs> rồi một số 1 các bạn đọc theo mình và viết theo mình nha một mình có là il il il, il là một ha tiếp tục số 2 số 2 thì mình có là i số 3 sum số 4 sa số 5 u rồi 1 hai 4, 5 đọc lại một lần nữa nha mọi người Số 1 il Số 2 i 3 Xăm 4 xa 5 U Mình có 1, 2, Xăm, 4 U Đó 5 số ha Tiếp tục Số 6 yu. Số 7 chil Đối hả? ha hai hơi lên giọng chút ha Vì nó có chữ chờ nặng chil. Số 8 Phè Số 9 phủ Số 10 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 là được 10 ha. Số 11, số 11 bắt đầu bằng số 11 thì mình có là 11 á, 11, 10 của mình là ship nè, 1 là in nè. Mình lấy cái số 10 ở dưới này nè các bạn, lấy số 10 ghép với cái số 1 ở phần ở trên này thì 10 với 1 là 10 là ship nè. 1 là in nè. Thì mình đọc là ship. Mình đá cái chữ bờ lên ha. Đá cái chữ bờ lên trên này vì chữ bờ là theo sau là nguyên âm nè. Thì bạch chim theo sau nguyên âm thì cái bạch chim đó sẽ được luyến lên phía trên mình đọc là ship. Mình đọc là ship. Rồi tiếp tục. Số 10, 11 rồi 12. 12 thì sao các bạn? 10 là ship nè. 2 là ở đây mình có là y nè thì 12 sẽ là ship luyến lên ha, luyến chữ bờ này lên trên này ha. Ship bị, 13 là gì đây? 10 là ship nè. 10 là ship rồi, 3 là gì? 3 là sum. Thì mình có là 13. Ship sum. Ship sum. 14, 14 10 là ship, 4 là mình nhìn qua bên này là xa thì mình có là ship xa. Ship xa. 15, 15 10 là ship rồi. 5 là bên này mình có u nè. Vậy thì 15 là 15 liếng lên ha liếng chữ bờ này lên trên này luôn ha shipo shipo mười sáu mười cộng với sáu sáu ở đây là yu thì mình có mười là ship sáu là yu thì mình có sim nhựt lưu ý ha cái chỗ sim nhựt này nó hơi khác một chút là bờ cộng với chữ hợp sau này á thì chỗ này nó có sự biến âm ha thì mình sẽ có là chữ bờ sẽ bị biến thành chữ m thì mình sẽ là sim còn chữ ngờ này biến thành chữ n như mình đọc là sim nhựt sim cái này có lâu lâu mới có một cái thôi nên là mình nhớ ha mình nhớ khách đọc những cái đặc biệt thì mình đánh nhớ sao lại đặc biệt ha sim nhựa mình không đọc là ship giúp mà là sim nhựa mình đọc như vậy tại người hàng người ta chuyển hóa như vậy để cho dễ đọc đó các bạn sim nhựa sim nhựa mười sáu mười bảy là gì đây mười là ship bảy là chill. vậy thì mười bảy là nó mình nhìn số bảy bên này nè ship chill ship chữ mười tám là 10 là ship 8 là pair vậy thì 18 sẽ là ship pair ship pair 19 19 của 10 là ship 9 của mình là khu 19 là ship khu 20 20 nó sẽ khác một chút ha 20 mình có số 2 thì các bạn số 2 hồi nãy ở trên này nè số 2 của mình là y rồi 10 của mình là gì các bạn ship 20 là 2 20 là 2 nè cộng với 10 đó mình cứ nghĩ gì đi 20 là 2 x 10 á 2 x 10 2 x 10 đi cộng 10 thì nó thành 12 rồi 2 x 10 2 x 10 thì 20 thì 2 của mình là y 10 của mình là ship thì mình nhân vô là y ship y ship à, đơn giản không tới 20 rồi thì 21 nó vẫn tương tự 21 của nó là gì các bạn 20 là y ship vậy 21 mình sẽ cộng thêm cái 1 ở đây nữa thì là y ship mình cứ tiếp tục tiếp tục tiếp tục như vậy đến 30. các bạn ha mình uh, vẫn chưa có học uh, thuần thục tại vì nếu mà mình viết luôn cả ngàn số ra đây ấy, thì nó rất là dài nên là mình viết cái nào tương tự tương tự thì các bạn cứ lập tương tự ha tương tự như là 11 thì mình có 20 20 là Egypt rồi 21 sẽ là Egypt -il.

31 vẫn bình thường như hồi nãy nha 31 là 3 x 10 cộng 1 3 x 10 cộng 1 3 là xăm 10 là ship 1 là il xăm chi bì cứ vậy mà làm ha xăm chi bì xăm chi bì xăm chi xăm xăm chi xa xăm chi ô xăm chi nhu xăm chi chi xăm chi pa xăm chi cu rồi 40 40 là gì 4 là xa 10 là ship nè vậy thì cái này sẽ thành là

8 x 10, 8 x 10 là sao? 8 là 8, 10 là 10, 8 90, 90 là 9 x 10, 90 là 9, 9 x 10, 9 của mình là 9, 10 là 10, 10, rồi 100, 100, 100 nó sẽ có một cái từ 1, đó là 100. 100, b -h -h -h. 100, 100, 100, 100, 100, Thật là 100 ha à. Rồi Thật là 100 Bây giờ mới là tới cái phần long trọng Cái phần mà mọi người muốn biết Tại vì cái này thường mà nói đến tiền á Thì mình nói hơn số 100 mà Nên là cái Ai mà muốn học đếm tiền Thì bắt đầu đếm từ đây nè Cái này mới quan trọng hơn nữa nè Rồi Một ngàn Một ngàn của mình là Ton Ton Lên giọng một xíu à Ton Ton hẹp thì xuống giọng nhưng mà son thì lên giọng nha nó có r chữ chờ mà nó có râu thì mình lên giọng cho nó chờ không râu thì mình giữ bình thường xuống giọng còn chờ có râu thì lên giọng chút ha son son rồi đây là một cái mốc lịch sử nè cái mốc lịch sử 10 ngàn là cái mốc trong tiếng Hàn cái mốc nói chung là mình nó giống như cái, mốc cột luôn khi mình nói đếm tiền đó là 10 ngàn là quan trọng nha 10 ngàn mình có là mình mình một mai là 10 ngàn mình mà bây giờ nó sẽ là cái giai đoạn mà long trọng nhất của cái cái đếm hán hàng nè rồi mình sẽ qua 100 000 từ 100 000 trở đi thì mình sẽ có cách đếm như sau mình sẽ lấy 4 số 0 này nè làm một man làm chuẩn ha, 4 số 0 là một man làm chuẩn ví dụ Việt Nam mình thì có 1.000 đồng 1.000 của mình á, thường là mình lấy 1.000 làm chuẩn ha. nhưng mà ở Hàn Quốc là lấy 10.000 làm chuẩn Tức là nó sẽ lấy cái giá trị 10 000 Để khi mà mình lại nói số to là Luôn luôn nếu mà có Cái 10 000 cái man này Thì mình đánh 4 số 0 Mình cứ bỏ 4 số 0 ra là một man ha Rồi mình bắt đầu mình tính ở trước này nè Mình sẽ nói cái trước này Trước này là 10 10 của mình là gì các bạn Ship Vậy 100 000 của Hàn Quốc sẽ là Ship man Ship Ở đây là ship nè Cộng với man là Ship man Nhưng mà khi đọc mình sẽ đọc là Ship man bờ gặp chữ m ở đây thì chữ bờ đọc biến thành m nó thành là simman simman à cái chỗ này là quan trọng nha cái chỗ man này quan trọng và chỗ simman này quan trọng à man simman nhớ là cái số lớn thì bắt đầu mình bỏ bốn số không ra mình đọc trước đó là một man trước rồi sau đó mình lấy cái cái phía trên phía trước phía trước cái man này á là mình đọc bình thường mình đọc bình thường có nhiêu mình đọc nhiêu tiếp tục vậy thì 10 100 ngàn đến 1 triệu 1 triệu thì mình làm sao các bạn Đầu tiên bỏ cho mình 4 số 0 ra 4 số 0 là một man này nè Rồi ở trước này mình có 1, 2 số 0 là pet Vậy thì 1 triệu sẽ là pet nè Cộng với ở đây thằng một man nè 1 triệu sẽ là pet man peng man, lưu cái số lớn đó, thường nó sẽ có cái quy tắc phát âm ha, nên là chỗ này là pek nè cộng với man thì mình sẽ đọc peng man, cờ gặp m thì chỗ này chữ cờ mình đọc là ngờ, peng man, peng man, sim man, thẹn man, tiếp tục một triệu rồi thì mình sẽ qua mười triệu, mười triệu thì sao các bạn? mình vẫn làm bình thường bốn số không làm một, thành một man nè, à. rồi cái thằng này thằng này ba số không nó là 1 ngàn. 1 ngàn thì mình có gì các bạn? Mình có dưới này nè. 1 ngàn ở đây là ton. Vậy thì 10 triệu tiếng Hàn đi các bạn. Ton man. Ton man hon. Ton man Ton man có 10 triệu thôi nha. Ton man hon. Ton man Rồi tiếp tục. 100 triệu. Đến cái số lớn 100 triệu. Nhiều người hay làm cái 100 triệu này là 1 tỷ của Việt Nam đó nha. 100 triệu á. 100 triệu nó... Chỉ có một cái tên thôi Đó là ọc 100 triệu là một ọc nha 100 triệu một ọc Cái này cũng là cái mốc Cái mốc để lên số lớn nữa đó các bạn ừ, 100 triệu Rồi Mình tới 1 tỷ thôi là mình nghỉ đó nha 1 tỷ 1 tỷ tới 9 số 0 là 1 tỷ Đây làm sao các bạn 1 tỷ thì mình bỏ 100 triệu ra trước 100 triệu là như số 0 các bạn 100 triệu 3, 6, 8 số 0 Bỏ 8 số 0 ra là 100 triệu 8 số 0. Rồi cái này là một ọt nè, 8 số 0 là một thằng ọt nè. Rồi thằng ở trước trước này có 10, 10 thì mình có ship. Vậy một tỷ của mình sẽ là ship 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 ọt. Đó, một tỷ mới là ship off nha một ọp chỉ có là 100 triệu thôi nha nên nhiều người hàng mình nói ọp 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 á thì nói chung là tính tiền hàng á thì một ọp nó nhiều chứ mà tính tiền việt ọc của mình có hàng trăm triệu đó. nên là nó là khinh thầy có một cái khoảng cách rất là to ha hồi nãy giờ từ 1 đến Một 1 tỷ rồi nó còn thiếu cái số không á mình làm xong rồi mình thấy ủa số không nó mất tiêu nên là mình thêm số không cho mọi người số không mình có thể đọc là cuồng cuồng hoặc là yon cung hoặc là yon có nhiều người đọc theo tiếng anh là zero 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 cái kiểu zero cũng được tuy nhiên là người hàng hay đọc là cung hoặc là yon ví dụ đọc số điện thoại thì mình hay đọc cung mình đọc đếm tiền mình cũng hay đọc đếm cung cũng được nói chung là cung hoặc yon thì đều là số không nha đó là xong cái phần số đếm hán hàng rồi bây giờ mình sẽ luyện tập chút xíu để cho mình Nói chung mọi người nhớ ghi lại xong rồi bây giờ nhìn vào luyện tập nha Mình phải luyện tập nhiều thì mình mới nói được Tại vì hồi trước á mình thầy luôn là lúc mình học á Mình học sau 2 năm rồi mà mình vẫn nói tiền rất là yếu Tại do mình không có luyện tập á Nên là mọi người phải luyện tập thiệt là nhiều Luyện tập là nhiều Tiền Việt của mình á Mình cứ đổi ra tiếng Hàn mình nói nhiều thiệt là nhiều Thì mình sẽ ok nhanh thôi nói chung là không luyện thì nó lâu chứ mà qua bên hàng á mình xài tiền hàng mình xài thời gian cái mình nói được tại vì ở việt nam mình không có chịu luyện tại vì mình đâu có cơ hội để mình nói tiền nhiều đâu đi làm mình cũng không nói tiền nhiều đi làm mình nói tới con số nhưng mà nói tới con số nhỏ mà nó không nói tới tiền nên là mình nói tiền hơi yếu á qua hàng làm nói nói tiền như vỏ luôn rồi <laughs> luyện tập nha luyện tập mình sẽ có mình cho con số mà mọi người cùng luyện với mình nha Đầu tiên, số 1 đó là 15. Từ số nhỏ đến số lớn nha, 15 thì mình có. 15 là gì các bạn? 10 cộng 5. 10 cộng 5 10 của mình là gì các bạn? 10 là ship nè. 5 là gì? 5 là u, vậy 15 sẽ là SHIP Shibo. Tiếp tục số thứ hai, 42. 42 tức là 40 cộng với 2 nè. 40 là gì các bạn? 4 40 cộng 2 á, chỗ này nó hơi rắc rối chút 40 cộng 2 là 4 x 10 rồi cộng 2 nè, 4 của mình là gì các bạn, xa 10 là ship 2 là y, vậy thì mình có 42 là xa xịp si, si, tiếp tục, số bạn nào mà nghe không kịp á ha các bạn nghe mình nói xong rồi bấm dừng rồi các bạn ra ra kết quả của các bạn sau đó các bạn dò với mình nha tại vì cái clip này nếu mà mình nói quá chậm á, thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian nên là những cái nào đơn giản mình sẽ nói thiệt là nhanh nha 37 37 ở đây mình có 30 30 của mình là 3 dạ, nha. Dạ. 3 nhân 10 cộng 7 đúng không 3 nhân 10 30 3 của mình là xăm 10 của mình là ship

9 của mình là khu, 10 của mình là ship, 5 của mình là ô, vậy 95 sẽ là khu ship ô. Ớ, mình, 94, 94, 94 tư là xa nha, mi Tôi nói mắc gì đâu á, cẩn thị dữ lắm rồi. Khu ship xa, mi anh, Tiếp tục, 101. 101 thì mình có 100 mình có số nè, cộng với 1 là 101. Thì mình có 100 là gì các bạn? 100 là pack, rất là đơn giản. Pek. Một là il. Pekil. il Tiếp tục. Hai trăm hai mươi. Hai trăm thì mình có sao các bạn? Một cộng nhân cho một trăm. À, hai nhân cho một trăm là hai trăm nè. Cộng với hai nè. Thì mình có hai là gì các bạn? y Trăm là pek. Cộng với hai là? Oh, miền miền. 220 thank ca 220 cái này hơi bị lộn rồi nha. 220 thì mình có 200 trước. 200 tức là 2 nhân với 100 nè. Rồi, 20, 20 là gì các bạn? 2 nhân với 10. Vậy thì mình sẽ có 200, 2 là y nè, 100 là pack nè. Rồi, 20 là y nè. 10 là ship. Vậy mình có 220 là y pack y ship. Đấy, tiếp tục 895. 895. Các bạn nào chưa quen thì cứ phân tích y như mình là sẽ ra. 800 Là sẽ bằng 8 nè nhân với 100 là bằng 800 đúng không? Rồi sau đó 95. 95 thì bằng gì các bạn? 90 nhân 10 là 90, à, 9 x 10 nè là 90 nè cộng với 5 nè thì lúc này sẽ ra là 95. Vậy mình có 8 x 10 8 của mình là pi 8 x 100 nha. Nhân 100 sẽ là 100, 9 là 9. 10 là 10. 5 5 là 5. Thì lúc này mình có là 895. 895. Tiếp tục 734 tôi đang dạy toán nha, tôi đang dạy tiếng Hàn nha à, trời. <laughs> 700, 700 trước. Lấy cái số lớn trước tức là 7 x 100 nè. <laughs> Rồi tính 34. 34 sẽ là 3 nhân 10 là 30 nè. Cộng thêm 4 nữa là 34. Vậy thì mình cứ nói ra bình thường. 700 x 10 tức là 7 là 7. 100 của mình. 7 x 100 thì tôi cũng lộn hoài. 7 x 100. 100 sẽ là 100. 700. Và 3 x 10. 3 sẽ là xăm 10 sẽ là 10. Và 4 là xa. Vậy trong trường hợp này của mình. 7 trăm ba mươi bốn sẽ là 7 x 10 xa. Tiếp tục, số 10 sẽ là 632. 632 thì 600 là mình có cái gì các bạn? Là 6 nhân 100 là 600 nè. Rồi 32. 32 thì mình có là 30, 3 nhân 10 là 30 nè. Cộng với 2 là 32 nè. Vậy thì mình có 6 nhân 100. 6 của mình là dư. 100 là pẹt. 3 là xăm. Nhân 10 là ship. Cộng 2 là y vậy thì mình có pack tiếp tục mình có tiếp theo số lớn lớn hơn chút nữa nha 12.300 ví dụ tôi mua cái áo 12.300 thì mình có sao các bạn đầu tiên cái số lớn cái số lớn mình có 4 số 0 là một mình một man thì lúc này nó sẽ có một man trước rồi nè. Nó 4 số 0 là một man. Ở đây có số 1, số 1 là coi như không có ha. Man, một man nó là 10.000 rồi. Đây là một man ha. Rồi. Ở đây mình có 2.000. Cái đơn vị ngàn á là mình có ton. ton. vậy thì 2.000 sẽ là 2 nhân cho 1.000 là bằng 2.000 nè. Rồi cộng với 300. 300 tức là 3 nhân cho 100 nè. Vậy thì sao sẽ ra nè. Man. Rồi, 2 là y. Ngàn là ton. 3 là sum. 100 là pet thì mình sẽ có là man 2300. Man 2300 tiếp tục nha. Mình có 35.500, mình có 35.500. Cái số mà 30.000 thì nó sẽ là gì các bạn? 3 nhân cho 10.000 thì là 30.000 nè. Cộng cho 5 5.500, 5.000 thì có 5 nhân cho 1.000 là 5.000 nè cộng tiếp cho 500 tức là 5 nhân cho 100 là 500 nè. Vậy lúc này mình chỉ cần đọc cái số mà mình vừa làm ra thôi. 3 là gì? 3 là sum. Ngàn, 10 ngàn của mình là có cái man nè. 5, 5 ở đây là u nè. 1 ngàn của mình là ton nè. Rồi u, 5 là u nè. 100 của mình là pek nè. Vậy cái trường hợp này ra là sum man u ton u vek. Sum man u ton u vek. Tiếp tục. 143.649 Ví dụ mình mua một cái áo khoác đi Giá là 143.649 Lúc này mình nói ra đây Đầu tiên mình có Cái man của mình là gì các bạn 4 số 0 là một man trước nè Đúng không Rồi ở đây 14 14 thì mình có gì các bạn 10 Cộng cho 4 là 14 Là mình có 14 rồi nè Rồi mình cộng cho cái man nè Ây da 14 man hả 14 man rồi Đúng rồi 14 man <laughs> 14 này là cái man yeah. <laughs> Xong rồi à, Đến đó 3.649 3.000 là 3 nè Nhân cho 1.000 là 3.000 nè Cộng cho 649 Tức là 600 trước 6 nhân cho 100 nè Rồi 49 49 là 4 nhân 10 là 40 nè Cộng cho 9 là 49 nè Vậy trong trường hợp này Mình sẽ làm sao các bạn Uh, 14.000 thì mình có 10 là gì? Ship. 4 là gì các bạn? Sa. 14.000 ship sa mãn. Thành cam mãn. Rồi tiếp tục. Uh, ở đây 3 nhân cho 1.000, 3 là sam. 1.000 của mình là ton. Rồi 6 x 100, 6 của mình là yu. 100 của mình là pack. Rồi 4 x 10 cộng 9, 4 của mình là sa. 10 là ship chính của mình là 9. vậy này là 143649 đúng không nhỉ? 143649. À cứ làm được cái của mình là không sai đâu được hết á. 14 Tiếp tục. 350.500. Cái này nói sao các bạn? Đầu tiên vẫn là lấy 4 số 0 ra thành một thằng man à. Bao nhiêu man đây? 35 man. 35 man thì mình có là 35 30 trước 30 á là 3 x 10 nè, cộng 5 nè, là 35 nè. Rồi, một cái ma này nè. Tiếp tục. Không có ton. 550 thôi. 550, 550 là 55 nhân cho 100 là 500 trước nè. 500 35.500 thôi, không có 50 35.500, vậy thì cái này đã xong Cái này đơn giản hơn 3 ở đây là gì các bạn? 3 là xăm 3 là ở đây là xăm nè 10 là ship nè. Rồi, 5 là ô nè. Đây là cái man nè. Sam ship ô man, sam ship ô man. Rồi tiếp tục. 500, 5 là ô nè. 100 là pet nè. Vậy thì cái trường hợp này là sam ship ô man ô pet, sam ship ô man ô pet. Tiếp tục, trường hợp tiếp theo trường hợp cuối cùng đó là 2 triệu 350.342. Trường hợp này tương tự lấy bốn con số 0 ra, chỗ này là một manh này nè. Còn ba cái này làm bình thường. Ba cái này là 235. 200 của mình là gì các bạn? 2 nhân 100 là 200 đúng không? 35. 35 của mình là gì các bạn? 30 là 3 nhân 10 nè. 5 thì cộng 5 vô. Đó, xong mình có cái chỗ manh này nó có số 0 thì mình không có tính nó nữa mà mình tính ba hàng cuối nè. Ba hàng cuối là 342. 300 thì mình có gì các bạn? 3 nhân 100 đúng không? 42, 42 mình lấy 40 trước, 4 nhân 10, 40 cộng 2. Thì lúc này mình sẽ ra kết quả là y ở đây là 2. Rồi, 2 nhân 100, 100 của mình là vét, 3 của mình là xăm. Rồi, 10 của mình là ship, 5 của mình là u, tiếp tục xăm, 3 là xăm nè. 100 là phép nè, rồi 4, 4 ở đây là xa nè, 10 là ship nè. Số 2 là y nè. Vậy cái này sẽ là 235 ô, oh, 342. 235 ô, oh, Man. Man nữa nha, có man nữa nha. <laughs> 342. Đó là xong phần này á thật ra là các bạn chỉ cần luyện tập thôi luyện tập theo cách của mình rồi trước á, mình không có luyện tập theo cái cách này lúc mà mới học mình không có luyện tập theo cách này nhưng mà từ từ tự nhiên càng học càng ngẫm ra thì à, tính vậy nó sẽ nhanh hơn nhưng mà lúc mà mình mới tính á, thì mình thấy chưa có quen nhưng mà mình tính dần dần là mình sẽ quen thôi đó mong là phần này sẽ giúp ích cho mọi người luyện tập nha bây giờ mình sẽ qua phần ngữ pháp quan trọng của ngày hôm nay ngữ pháp mệnh lệnh nói người khác hãy làm gì đó mình có thể nói nhẹ nhàng tùy theo cái giọng điệu của mình ha nếu mà mình nói gần lên á thì nó mang nghĩa mệnh lệnh mà mình khó chịu còn ví dụ mình nói nhẹ nhẹ thôi thì đó nó là nhẹ nhàng thân mật lịch sự mình sẽ có động từ mình chỉ sử dụng cho động từ thôi nha mệnh lệnh tức là mình ra lệnh cho người khác hãy làm cái điều gì đó thì mình sẽ có động từ có bạch chim thì mình cộng với ư xè yu. và không bạch chim thì mình sẽ cộng với xè yu động từ hãy làm gì đó nói ai đó hãy làm gì đó à mình sẽ có ví dụ để cho mọi người có thể hiểu hơn cái hãy này nha ví dụ như sau hãy nghỉ một lát đi ở tiếng việt mình thì hay dùng chữ đi hay chung với cái hãy hãy làm gì đó đi đó nên là đây cũng là cùng một công thức thôi nha hãy nghỉ ngơi một lát đi ở đây mình có hãy làm gì đó đi ở đây là ngữ pháp ư xèo rồi phần ngữ pháp nghỉ ngơi nghỉ nghỉ ngơi thì mình có động từ là shita Hồi nãy mình có học động từ suy đà. Một lát một chút hồi nãy mình có chùm. Đã. Vậy thì trong trường hợp này, chủ ngữ bạn hãy nghỉ ngơi một lát đi. Tức là chủ ngữ là cái người mình mình đang nói nên là lúc này thì hai người đang nói chuyện với nhau. Biết nhau rồi thì mình sẽ không dùng chủ ngữ ha. Mà mình sẽ có trong trường hợp này. Hãy cái gì đó đi là ngữ pháp rồi. Bây giờ mình dịch từ đuôi dịch lên. Một lát. Một lát thì mình có chùm. Nghỉ ngơi suy đà suy tà rồi đến ngữ pháp ngữ pháp suy tà không có bạch chim ở bên dưới mình sẽ cộng ngay cho nó xề vô vô là xong vậy thì trong trường hợp này mình thấy người ta làm việc cực quá mình anh nghỉ ngơi lát đi nghỉ xíu đi chồng mình đi làm về ô nghỉ xíu đi rồi mình dọn cơm cho Ồ, ví dụ vậy đi thì mình có chum suy xẻo chum suy xẻo suy xẻo suy ví dụ số 2 hãy cho tôi một chút nước ví dụ đi làm về mệt quá cho anh ly nước rồi cho ly nước thôi thì nó là trường hợp này ha hãy làm cái gì đó đi thì nó là ngữ pháp cho cho ai đó cái gì đó mình có cho tôi thường hai người đang nói với nhau thì cái tôi này mình sẽ không dịch ha một chút một ít thì mình có là chùm nước nước mình có tiếng hàn là mùi mùi vậy thì câu này đã có tất cả các thành phần rồi thì mình có chủ ngữ là hãy cho tôi tức là chủ ngữ mình nói người ta bạn hãy cho tôi một ít nước thì lúc này chủ ngữ không thấy ở đâu hết thì mình sẽ dịch từ đuôi dịch là một nước trước một nước là mùi rồi làm gì đó cho ai đó thì mình có mới học hôm bữa đó là danh từ có bà chim thêm y không bà chim thêm ri cộng động từ thì trong trường hợp này mul có bà chim thêm thêm một chút một ít thì mình có xua mình đưa xuống đây rồi suy tà nghỉ ngơi thì mình đưa xuống đây chu tà chim mia Chúng ta là cho mình đưa xuống đây lộn với câu này rồi không có bà chim mình vẫn thêm xèo vô vô đây chum chu chum chu văn nói các bạn có thể bỏ cái rư luôn hả mù chum chu hoặc là chum chu tiếp tục ví dụ số 3 mình có hãy học hành chăm chỉ đi hãy học hành chăm chỉ ví dụ như là mình thấy con mình nó lười quá mình đi hãy học hành cho chăm chỉ dùng sẽ rớt bây giờ hãy học hành chăm chỉ đi mình khuyên cũng được mà mình hãy ra lệnh cũng được tùy vào cái giọng nói của mình á hãy học hành chăm chỉ đi hãy ở đây làm cái gì đó đi nó là ngữ pháp học hành học tập thì mình có là khùng bu hà đỏ chăm chỉ mình mới nói xong làm cái gì đó chăm chỉ mình có là giờ mi rồi bây giờ đã có thành phần rồi đưa qua tiếng việt thôi chủ ngữ không có tức là mình sẽ dịch từ lên chăm chỉ giờ sim hi học hành khung tả bỏ tài đi không có bạch chim mà thêm đuôi hải thì mình sẽ cộng với xèo xong nay lửa gì tàn là không có bạch chim sim khung bu hà khung đơn giản ha ví dụ cuối cùng hãy bớt cho tôi một chút đi hãy bớt cho tôi một chút đi ở trong trường hợp này lại là không có bạc sim nữa rồi hãy bớt tôi một chút đi ví dụ như các bạn đi ra chợ mà các bạn mua đồ các bạn chụp chọi bớt cho em miếng đi hôm qua mới bớt xong mua cái quần của cái bà bán đồ ngoài kia bán đồ đẹp là đẹp luôn mà có 25 mươi ngàn thôi nhưng mà mình thấy ơi mua đồ ngoài đây mà đâu có đóng thuế đâu cái mình nói bớt cho em một chút đi thì mình cũng đã dùng cái câu này nha hãy bớt cho em một chút đi hãy giảm giá cho em một chút đi hãy gì đó sẽ bớt giảm cho thì mình có là 깎아주다. cắt 깎다 này ở đây mang nghĩa là giảm giảm giá ha, thêm cái a o chu ta này vô làm cái gì đó cho. Hãy bớt cho tôi một chút đi. Nói đang nói cho người nói nha. Bớt cho thì mình nói ta Cho tôi. Đây, nó nằm trong cái hiệu pháp luôn ha à, thường là mình sẽ không dịch. Nếu mà các bạn muốn dịch đó, thì các bạn cho e hoặc là cho hành thể cho tôi đó, cho cái người nào đó thì các bạn sẽ dùng e kia hoặc là hành the đi với cái tên người đó ha một chút đi thì mình có mới nói xong chùm rồi đi cái gì đó hãy làm gì đó đi thì cái này là ngữ pháp rồi mình có tất cả các thành phần rồi thì bây giờ chỉ cần ghép vô câu thôi rồi hãy gì đó dịch từ đuôi dịch lên một chút chùm bớt cho tôi thì mình có là kakajuda thiệt luôn á không có cái câu nào có bạch chim luôn á tôi, tôi lựa sao tôi, tôi lựa giỏi dữ vậy rồi không có bà chim nên các bạn thêm xèo Cứ có bà chim các bạn ư ừ, cho mình Còn này lỡ không có bà chim là làm không có bà chim nha Chum các ca du xèo Chùm các ca du À ở đây có man nữa à, Mình đang dùng ở cái câu ví dụ của mình ở trên là chùm Các bạn có thể đổi thành chùm cũng được ha Hoặc là chum cũng được ha Tại vì chùm man này nó có cái man này nó nhấn mạnh hơn tí thôi Một chút xíu Nên là mình có thể sử dụng trong hai trường hợp đó ha hoặc là chùm cơm man man nghe nghe cái man này nghe nó có vẻ lịch sự hơn nó có vẻ ở bớt bớt tí xíu thôi còn chum kaka chia sẻo thì cái nó không có cái mức độ gì nói chung là nó chỉ một tí một tí thôi nó không có mức độ gì nặng bằng cái man thì các bạn cứ nghĩ vậy là được ha hãy bớt cho tôi một chút đi cắt kaka chia sẻo là chum kaka chia đó là ngữ pháp Ưu ừ, cái ngữ pháp của hôm nay à. Bây giờ mình sẽ đi vào một phần nữa đó là phần đoạn hội thoại để kết nối cái bài này lại với nhau nha. Đoạn hội thoại của mình như sau. Mình sẽ có hai nhân vật đó là Rin và Chicken, tức là mình đang đi siêu thị mà mình không có biết đường nên mình đang hỏi mình mình đậu xe thường á mình hay đi siêu thị ở Lotte Lotte Chine thì nó có cái bãi đầu xe ở trên tầng trên chứ nó không phải bãi đầu xe ngầm ha nên là mình đang trong trường hợp đó các bạn tưởng tượng ra tình huống và các bạn 그여그분가봐 상황 thì các b ạ 가 sẽ dễ nhớ c á 저기요. 아기 용품은 몇 층에 있어요? 3층에 있어요. 아래로 내려가세요. 에스컬레이터는 어디에 있어요? 저쪽에 있어요. 자, cùng đ 냐 저기요. 아기 용품은 몇 층에 있어요? 3층에 있어요. 아래로 내려가세요. Escalator는 어디에 있어요? 저쪽에 있어요. 네. Bây giờ mình sẽ xem cái đoạn hội thoại này nói gì nha. 저기요. 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 Thường là mình dùng 저기요. Anh ơi ơi, cô gì ơi khi mình gọi ai đó mình không biết người đó tên gì ví dụ như các bạn đi trong thang máy mà các bạn thấy người ta rớt đồ mà ơ oh, 저기요. Anh ơi chị ơi. Các bạn có thể dùng là 저기요. Anh ơi chị ơi, chú ơi à cái dụng ở đây các bạn sẽ coi thằng nào là chủ ngữ thì các bạn móc ra các bạn dịch trước nha. ở đây có unun un hoặc là Iga". thì mình thường là mình sẽ nghĩ nó là chủ ngữ liền unun Un hoặc là Iga". à cái dụng mình phương은... ở đây mình sẽ lấy cái thằng này ra làm chủ ngữ nè. à là trẻ em em bé đó các bạn. dụng phun dụng là đồ dùng của trẻ em. à dụng hoặc là người ta còn có thể sử dụng là cái dụng phun à, cũng được mà à cũng được à ở cái dùng phương mến đồ dùng của trẻ em thì mẹ xin mình có mình đã học rồi ở đâu đó danh từ e có ở ở đâu đó ở cái gì các bạn mẹ xin mẹ ở đây em nghĩa là mấy xin là tầng mẹ xin ở tầng mấy vậy vậy thì sau khi ô ở cái dùng phương mến mẹ anh gì ơi, đồ dùng trẻ em thì ở đâu vậy hoặc là ở tầng mấy vậy cái này uh, giết hơi bị uh. <laughs> đánh là bị lộp ở tầng mấy vậy ha ở tầng mấy vậy tôi nói tôi soạn cái bài này mà ha mất cả hai tiếng đồng hồ đó không mọi người gần đường cả tinh nửa tiếng rồi đó sao chinh y sao chinh y 3 chinh y sao ở em khi nói về tầng thì mình vẫn dùng hán hàng á xăm chứng, chứng là tầng xăm chưng ngày sữa ê ta mới nói xong ở đâu đó nó ở tầng 3 đó à 내려가세요, 아래로 đê rô khá ở trong trường hợp này hình như hôm bữa mình có học rồi đó là theo hướng đi theo hướng nào đó thì mình có danh từ có bạch chim mình cộng ư rù không bạch chim mình cộng với rù rồi đi có cái khà có cái u tà đó trong trường hợp này để đeo khả có cái ca trong này nè đi theo cái hướng nào các bạn ở đây ở đây mới học hôm bữa mà nghĩa là bên dưới ở đây theo hướng phía dưới á để đi xuống để đeo khả mới học là có bà chim cộng với ư không bà chim xèo mà nghĩa mệnh lệnh hãy cái gì đó hãy làm gì đó đi hãy đi hãy đi theo hướng phía dưới này nè ở tầng 3 ạ, à, bạn hãy đi xuống tầng dưới hoặc đi xuống phía dưới. Nè, 3층에 있어요. 아래로 내려가세요. Tiếp tục re hỏi tiếp. Escalator는 어디에 있어요? Escalator는 어디에 있어요? Mình mới tới đây lần đầu đi, mình không có biết thang máy ở đâu, mình có thể hỏi. Escalator는 có 으는 nghĩa bóc ra dịch trước. Escalator, thang cuộn Mình đi thường đi siêu thị mình đi thang cuộn nhiều hơn là thang máy. Nên là mình đi thang cuộn escalator. Rồi dịch từ đuôi dịch đu lên. Đu Danh từ eita là có có, ở ti mà nghĩa là đâu? Thang máy thì ở đâu vậy? Thang máy có ở đâu vậy? Thang thang cuộn thì ở đâu vậy nè? À, nói làm nhiều nói lộn vậy trời. Thang cuộn thì ở đâu vậy? Escalator nên ở ti Cho chu kỳ Cho chu kỳ đây nè. Cho chu cho chu ở đây mà nghĩa là kia hướng kia kì kìa, đằng kia kì kìa. ở có ở có ở hướng kia kì kìa, ở hướng kia kì kìa. Nè.

xong phần này rồi ha Bây giờ sẽ đến phần mọi người mong đợi là phần bài tập tổng hợp Bài tập của mình đơn giản hôm nay đơn giản thôi Điện thoại đó bao nhiêu tiền? 4 triệu 355 ngàn 4 triệu 3... 4 triệu 300 45 ngàn. ngàn 4 triệu 345 ngàn Thì mình sẽ có điện thoại đó Điện thoại của mình là Mình sẽ dùng chiếc phone nha Tại bình thường á Uh, điện thoại giờ mình tài xài đang điện thoại cầm tay hoặc là smartphone mình có thể sử dụng là smartphone điện thoại thông minh đó các bạn smart smartphone cũng được hoặc là handphone cũng được đó khi đó thường nhiều là khi rồi số tiền các bạn lưu ý à. số tiền mà bự bự thì các bạn cứ lấy cho mình bốn con này ra là một man ạ à. rồi cái này là bình thường đếm bình thường luyện tập đếm nha Quên quên là đồng tiền quên của hàn quốc ha tiếp tục hãy bắt máy điện thoại đi ví dụ như là ờ, uh, điện thoại để hoài mà không chịu bắt máy cái bạn mình ngồi gần kia Ê hey, bắt điện thoại đi để ổn quá <laughs> ví dụ đi hãy làm gì đó đi xẻo bắt máy hồi nãy mình có là sợn hoa là điện thoại là mình gọi điện cho ai đó thì sợn hoa ta và mình nhận điện thoại thì nó ngược lại nó cũng là tròn hoa nhưng mà là hoa nhận là tà rồi, điện thoại, thỏa hoa, bắt máy điện thoại là có nguyên cụm gì luôn rồi. Hỏi luôn. Số điện thoại của tôi là gì gì đó. Số điện thoại của tôi. Hồi nãy mình có số điện thoại. Số điện thoại thì mình có gì các bạn? Chọn hoa là điện thoại nè. Cái số thì mình thêm là phần hô vô, chọn hoa phần số điện thoại của tôi, của tôi, cái gì đó của tôi thì mình dùng là che Nếu mà là, là lịch sự, còn thân mật á, thì mình dùng là nè. nè che tức là viết tắt của trời em mà nghĩa là của tôi còn không mình dùng nè của tao <laughs> là cái gì đó thì là y cái gì đó y tà y e cái này trường hợp này thì mình đã học ở bài số 1 rồi rồi cách nói số điện thoại vẫn nói bình thường nha mình sẽ nói ba số cái số 1 cái số đọc khung cuốn cái gạch này nè thường là người hàng sẽ đọc là e khung il cuốn e bộ các bạn nhớ viết cái này ra bằng số cho mình bằng tiếng Hàn nha rồi cái gì đó xong chỗ này là e rồi xong tiếp tục câu cuối cùng cái cặp này là 37.599 mấy cái số 99 này đó bạn nào mà hay đi chợ Hàn Quốc thì thấy người hàng có cái kiểu gì á Nói cái 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 hàng bán á nó không có bán đúng y cái giá thường ít Đúng rồi cái giá nó hay thêm 99, 89 ở đằng cuối nè, để cho người ta thấy cái giá nó giảm á. Ví dụ như là cái áo đó 4.000 thì không nói 4.000 mà nói 3.000. 3.999 quên, kiểu vậy đó. Bạn nào mà đi chợ hàng hoặc là đi siêu thị hàng đếch coi Nó thằng 9999 999 vậy nè, nó để số 4.000 thì nó hơi bự á, nên người ta để có số 3 này nè cho cái người dùng á, nói chung là đang lừa cái cảm giác của người dùng thôi chứ giá trị của nó thì 399 với 4.000 nó khác nhau có nhiều đâu có một, có một, bên một mà hay để vậy đó Nên trường hợp này cũng vậy ha ba mươi bảy thì các bạn cứ lấy bốn số không ở đây á, là một man cho mình sau đó và nói bình thường rồi cái cặp này ba mươi bảy năm trăm chín chín quên rồi giờ kia cà còn miên miên còn có nữa nhà tôi ở block một trăm mười hai số chín năm cái này mình lấy tương tự với số nhà mình nhưng mà không chính xác số nhà mình nha nhà tôi nhà tôi, nhà ở đây là chip nè. Tôi ở đây mình các bạn có thể sử dụng uri. Hoặc là dùng cho là lịch sự, cho hi là lịch sự của uri đó. Tôi này á thì thường nếu mà ví dụ như nhà của mình bạn thôi á, mình tự bạn mua tự bạn ở mình thì các bạn có thể dùng che. Thì người hàng hay dùng là sở hữu chung á, sở hữu chung thì hay dùng là chúng tôi á. Nè, ở đâu đó thì mình có danh từ eita. Nè, rồi block block số mấy á, cái block này á, thường người hay dùng cái thun đó các bạn người hàn quốc hay dùng thùng cái gì đó 100 trăm 112 thì 112 trăm thun đó số số 905 cái số nhà này á, thì các bạn sẽ dùng là 905 lẻ năm ở chín đi rồi cái số này thì mình dùng hay dùng hù nè nên là trong trường hợp này các bạn cứ chuyển nó hết qua tiếng hàn cho mình nha rồi bài học hôm nay 때라이드냐, 망 네, 오늘 여기까지만 합니다. 수고 많으셨습니다. 다음 시간에 또 만나요. 안녕히 계세요.